Hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới Foxconn đang chuyển một phần dây chuyển sản xuất máy tính bảng iPad và máy tính sách tay MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam, theo yêu cầu của Apple. Đây là thông tin được hãng Reuters đăng tải gần đây. Theo nguồn tin này, thì dây chuyền trên dự kiến đi vào hoạt động năm 2021. Còn theo Bloomberg, nguồn tin thân cận với hoạt động của Foxconn cho biết, công ty này đã thông báo khoản đầu tư mới 270 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Đồng thời cho biết các công ty lắp ráp Airpods đã tổ đã bổ sung một số dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Các công ty đặt tại Đài Loan, Trung Quốc như Foxconn cũng đang tìm cách di rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc và đến một số nước như Mexico hay Ấn Độ.